Đây, nằm ngay đó nè, anh dùm cho các bạn xem nè. Lúc mà nó rớt cái nhà đó, nằm ngay tại vừa thấy rõ không cô chú anh chị? Đó, ngay tại thành đó. Nằm dưới đó thấy không? Thấy, em thấy rồi. Thấy rồi. Đâu đâu em lại đứng ngay hình nền ngay sát nó coi. Bây giờ em lên em lo cái tàu vừa luôn ha. Ừ. Rồi coi nào chạy lẹ. Rồi đúng rồi, lại đứng đây đứng ngay hình nền luôn coi. Rồi hết biết. Quá trời luôn rồi. Đó. Thêm chảnh chỉ không các bạn? Ông còn bay ra vô nhiều lắm kìa. Đó. Tàu vừa thì mới rụng mấy ngày hả? Rồi. Thấy chưa? Quá. Ai ai cái này giờ em lại mặn giờ mặn giáp làm giật nó luôn đi. Thì anh vô anh quay trực tiếp không hay sao anh cầm điện thoại quay luôn mà giáp quay luôn. Ờ vậy cũng được luôn. Anh chưa đưa mấy quạt qua cho anh. Ờ rồi. Chơi luôn. Để một quạt nữa. Rồi. Bây giờ anh có... thôi lấy hai giật đi em giật anh giật. Hai giật luôn. Ừ. Giật từng cái đừng giật một lượt. Ừ. Bây giờ anh có nhiệm vụ anh đứng ngay xe tôi đi, anh kêu người đi bộ đi, người có đi cùng tôi. Còn... ngồi đi xe chạy bình thường. Đi xe chạy nhanh anh đừng anh nha, anh xử lý luôn rồi vậy á. Rất là nguy hiểm. Nguy hiểm quá. Rồi đợi em xíu đi, em bật không giờ anh coi còn ổn thì bắt không được. Được chứ? Để có thang lên nè. Rồi. Cho đi em vậy. Thanh chào các bạn nha. Thì bây giờ Thanh anh em Thanh chinh phục của ông tại cái tàu dừa ở chổng nha cô chú anh chị. Thì một hồi anh em Thanh vô xử lý như thế nào. Mời cô chú anh chị được trải nghiệm cùng với Thanh nha. Có mà nào ông chú ổng lại lượm cái tàu dừa mà nó dí nó quấn ổng rồi giờ ông chỉ qua nè. Quen nhà quen. Nhà quen số 115. Có nguyên con ó ó mà sao nó không tha ông đi ta. Chị trước có cây khế nè. Khế. Rồi giờ để anh em Thanh bận đồ vô lại xử lý tổ ong đó nha cô chú anh chị. Nhanh. Rồi anh em Thanh tới nha cô chú anh chị. Đây là một cái tàu dừa nãy Thanh quay nè. Chấm thì sạn đồ ra. Thanh thì bây giờ Thanh đã đến một cái điểm ngay cái tàu dừa đó nha cô chú anh chị. Nghe ông tay Thanh đó, để đó đó. Chinh phố ông này tại cái đường này người ta, bà con người ta ấy quá cô chú anh chị ơi. Rồi cứ đứng mé đó đi, anh đứng mé này. Có gì nó bu anh chứ không bu người ta đâu. Mé này sáng. Ê, đứng sau lưng em mà đứng đây. Đó, mình tránh thì đang quơ nha các bạn. Wow, gì quá trời các bạn ơi. Đen con luôn. Đen con luôn rồi. Trời ơi. Trời ơi, nó vô, trời ơi, nó bay. Ghê quá, trời ơi, nó vô. Quá tài à. Các bạn thấy nó bay không? Mình đứng như cái hình nợ mà nó bay vô mình. Ghê các bạn. Mình chánh thì đang quơ nó nha. Ủa, đen luôn chánh rồi, dưới vỏ chánh ơi. Dưới vỏ. Dưới vỏ kìa, dưới đó. Ừ. Nó Thanh lại lấy cái vợt nữa. Rồi, Thanh tạm ngưng đi nha. Lấy cái vợt nữa Thanh lại bắt phụ nha các bạn. Thanh bên em tránh bên mới kịp đó.
quá trời các bạn ơi, ra gì mà đen con hết rồi. Hai giọt cũng được nha các bạn. Rồi nãy giờ anh em Thanh vớt được như đó, cái đằng kia bây giờ xử lý tôm rồi nha các bạn. Chinh phục của ông này đây, dẫn rồi, dẫn rồi, quá bự quá. Lớp thẳng đầu dừa luôn các bạn. Cho nó xuống mương luôn, cho người ta không biết là lại nó kéo đó các bạn. Bò một mớ. Bắt thì cũng bọn rồi. Ồ, nó vòng rồi. Kỳ với ta, giống như con sâu rộm gì vậy? Giáo dở giống sâu rộm không? Thôi, đâu tí cho rồi. Ồ, nó nằm ở trong. Ồ, quá. Ồ, quá đã các bạn ơi. Quá đẹp. Ồ, đẹp. Sâu quá, rỡ cái chân quay. Ồ. Cũng còn ngon. Khỏi mất công leo, khỏi mất công trèo. Đâu, chồng ngang con sâu rộm lên coi. Dỡ con sâu rộm lên coi. Dỡ lên. Ui. Chánh, 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 chánh. Dỡ, dỡ, dỡ lên con sâu rộm luôn coi. Quá sướng, lật ngang quá, lật ngang quá. Quá độ ok nha các bạn. Đây. Giọng đã không các bạn. Nè. Ồ, ồ, con nè. Ồ. Ê, rồi. Ok. Rồi, anh em Thanh sẽ ra xíu nha các bạn chú anh chị. Rồi, mấy chưa? Hello. Đây là thành phẩm con sâu rộm nha chứ cô chú anh chị. Rồi. Khán giả lại coi tô ong rồi các bạn. Đó. Giờ thấy không? À, giờ khán giả là nãy giờ chinh phục của ông rồi đó, đứng giờ là thấy không? Yêu không? Nó có nọc chưa? Rồi, thành phẩm của anh em. Giờ gã tàn nha các bạn. Giờ cũng tối rồi. Thì bắt tiếp. Thanh bây giờ Thanh anh em Thanh là hết đi bắt rồi, ngày mai bắt tiếp. Coi mong cô chú anh chị xem clip thư giãn cùng với anh em Thanh nha. Thì có bao nhiêu thì anh em Thanh quay bấy nhiêu cho cô chú anh chị xem. Viên con sâu gọn gọn nè. Nằm tại dưới đất. Nhờ ông chú bị bị gột mới phát hiện được ổ này. Em tránh vô, tới đụng một cái, dội vượt cho ra. Rồi liền chứ sao. Rồi liền. Tối ông gì vậy cũng được ha, tránh ha. Nó xuống đất nó vậy mà rồi ok rồi. Nó dập được đầu nó bỏ. Rồi, ok rồi. Đây, tối rồi các bạn. Trời cũng đang, cũng rất mưa. Đó, còn đẹp ghê không? Từng đẹp ghê không? Trắng khiếu nè. Nằm dưới đất luôn. Rồi, nằm đất lâu. Đó. Đó, mình nằm dưới đất lâu lắm nha các bạn. Rồi, Thanh cũng hẹn cô chú anh chị để clip sau nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn xem clip thư giãn cùng em Thanh. Bye bye.